Một người Romania vừa bị tuyên án hơn 12 năm tù giam trong vụ 39 người Việt chết ngạt trong container hồi năm 2019. Trong tháng 6, bị cáo Marius Mihai Dragici, 50 tuổi, đã nhận tội theo cáo trạng, gồm 39 tội ngộ sát và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp, theo đài Sky News. Dragici bỏ trốn sau khi các thi thể được phát hiện và bị cảnh sát ở Romania bắt giữ vào tháng 8 năm ngoái rồi đưa trở lại Anh. Tại một tòa án ở London ngày 11 tháng 7, thẩm phán Neil Stephen Canham đã tuyên xử Dragici 12 năm và 7 tháng tù, theo Sky News. Ông Canham kết luận Dragici là một mắt xích thiết yếu trong một âm mưu tạo ra lợi nhuận đáng kinh ngạc từ việc bóc lột những người muốn đến Vương quốc Anh. Ông Canham còn nói rằng điều kiện bên trong container nơi các nạn nhân thiệt mạng là không thể diễn tả được khi những người bị mắc kẹt bên trong không có hệ thống thông gió và không có cách nào thoát ra ngoài. Các nạn nhân, trong đó có hai thiếu niên 15 tuổi chết ngạt trong container khi xe tải đang trên đường di chuyển đến Anh. Thi thể của các nạn nhân được phát hiện trong một container tại một cảng gần London vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Vụ việc là lời nhắc nhở thảm khốc về tệ nạn buôn người vào Anh và sự bóc lột của các băng nhóm. Mỗi nạn nhân phải trả đến 13.000 bảng Anh để được đưa đến Anh. Vào năm 2021, hai kẻ buôn người khác bị tuyên án 27 năm và 20 năm tù giam liên quan vụ việc, trong khi hai tài xế xe tải bị tuyên 13 năm và 18 năm tù giam. Ngoài ra, bốn người đàn ông khác cũng bị tuyên án tù tại Anh về tội âm mưu thúc đẩy di trú bất hợp pháp và một người khác bị tuyên 10 tháng tù giam sau khi nhận tội liên quan không nhiều trong đường dây trên. Bỉ đã kết tội 19 người trong đường dây buôn người liên quan vụ 39 người Việt chết ngạt trong container trên.